Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây là lĩnh vực đặc thù, các phát sinh đòi hỏi bám sát vào dự toán để theo dõi việc đưa nguyên vật liệu vào từng công trình cho khớp và đúng tiến độ, tính giá thành của công trình và hạch toán các nghiệp vụ liên quan. Vậy làm sao để quyết toán thuế lên báo cáo tài chính cho chính xác? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học Kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu. Để hiểu và thành thạo mọi nghiệp vụ cho các bạn mới, khóa học sẽ được chia làm hai phần. Phần 1 là nguyên lý kế toán. Để các bạn nắm và hiểu được bản chất, tính chất, kết cấu của các tài khoản và các bài tập chi tiết sẽ là nền tảng để các bạn hiểu và đi vào thực hành các hóa đơn chứng từ phát sinh trong công ty xây dựng. Trong nội dung chính của phần 2, khóa học công ty xây dựng hướng dẫn cho các bạn hiểu được dự toán đối với kế toán mảng xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc xem phân tích dự toán tổng hợp một công trình bao gồm chi phí chung, chi phí nguyên vật liệu, máy thi công và chi phí nhân công trong dự toán xây dựng. Thực hiện việc khai báo cập nhật các số dư đầu kỳ, bao gồm kiểm tra lại các báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Các hóa đơn chứng từ phát sinh, bao gồm hướng dẫn cách hạch toán đối với các hóa đơn mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định. Hướng dẫn cách phân bổ các chi phí khấu hao đối với một máy cho một công trình và một máy cho nhiều công trình. Hướng dẫn cách lập hồ sơ lương cho các bộ phận. Hạch toán các loại thuế bao gồm thuế môn bài, thuế vãng lai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Phản ánh vào đúng các doanh thu của các công trình xây dựng để thực hiện việc tính giá thành cho hợp lý với các chi phí đã bỏ ra. Và cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính. Hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán cũng như các kinh nghiệm trong mảng đặc thù xây dựng. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, lớp tập trung, lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com. Trong nội dung của khóa học online sẽ được chia theo hai phần, từ việc học nguyên lý kế toán cho đến thực hành các hóa đơn. Trong phần thực hành sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh và thực hiện việc dự toán danh mục công trình cho đến khi lên báo cáo tài chính cuối năm. Để xem được các nội dung trong khóa học, các bạn sẽ nhấn vào xem nội dung của từng phần. Mỗi một nội dung một hóa đơn sẽ là các video hướng dẫn chi tiết cho các bạn về các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn hình thức học trên chính chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.